Tôi đã nghĩ lại rồi. Bên Trung Quốc thì tôi sẽ lo cho xong nha. Nhưng mà các thương gia ở Đài Loan có lẽ là cô đi làm đi. Được. Được không? Anh chị có đói bụng không? Chị không đói. Anh cũng không đói. Nếu như em đói bụng thì từ nấu ra đi. Alo, Hằng à? Anh điện thoại tới làm gì? Anh đừng có dưới nhà em cả đêm. Rốt cuộc anh đã mạnh dạn gọi điện thoại cho em. Nhưng mà điện thoại xong rồi không biết nói gì. Mà anh sẽ đi về nha. Nhưng chỉ muốn nghe tiếng của em thôi. Anh đừng có như vậy mà. Bye bye. Hưng à, ai gọi vậy? Là bạn học thôi. Em kiếm gì đó? Kiếm mì gói. Mì gói để trên kia mà, đâu có để trong tủ lạnh. Sao hết nước ngọt rồi? Để em xuống mua nha. Mua thêm mấy lâu nha. Xin hỏi chỗ này có bán tạp chí Đại Kinh không vậy? Tạp chí chúng tôi để hết bên kia kìa. Anh gặp anh coi đi. Cảm ơn. Hai. Sao trùng hợp vậy? Tới đây mua sách. Anh nghĩ là ngủ không có vô cho nên đọc mà. Nhưng mà chỗ này không có bán. Ở gần đây có một tiệm sách kia kìa. Bây giờ anh đi ra quẹo phải, quẹo trái, rồi thấy một tiệm trái cây, rồi đi thêm một chút nữa, rồi sẽ thấy. Để lát nữa em dẫn anh đi. Để em trả tiền trước nha. Cảm ơn. Không ngờ đi hết bao nhiêu tiệm mà vẫn không có. Xin lỗi nha, bác em phải đi với anh mấy lâu. Không sao. Ngoài việc đọc sách tài kinh, anh còn đọc sách gì nữa không? Có, nhưng mà cũng đôi lúc thôi. Em giới thiệu cho anh đọc cuốn truyện này nha. Tên là Mèo Tam Sắc. Nói về một con mèo làm sao đi xét án đó. Thiệt là hay lắm. Người chủ nhân thì đần độn lắm, cứ nhờ con mèo chỉ đường cho ổng đó. Con mèo thiệt giỏi vậy à? Nếu như có con mèo giỏi như vậy, em cũng muốn nuôi được một con. Không sợ sao? Em chỉ sợ chó thôi, sao lại sợ mèo? Còn nhớ có một lần mình đi nướng thịt ăn. Cái dây chuyền của em lúc đó bị mắc vô vậy cùng chó. Anh với em đều sợ hết. Chuyện lâu như vậy em đã quên rồi. Ồ, thì ra mình đi 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Ê, thôi em phải đi về nhà, nếu không họ sẽ lo lắng cho em đó. Vậy được, anh đưa em nha, xem taxi. Không cần đi. Đâu, gần lắm mà. Hân à, quên lấy nước ngọt rồi. Cảm ơn. Ở trên thuyền sẽ có hồ thiên lãm và sẽ mời rất nhiều thương gia Đài Loan tới tham gia. Và ở trên thuyền mình sẽ có nhiều kế hoạch thư để cho họ tham khảo. Các vị có ý kiến gì? Ok. Tôi cũng thấy khá lắm. Nhưng mà trong đó có vài điểm mai mốt tôi sẽ bàn lại tường tận với anh. Được. Bây giờ tôi quyết định đem công trình Hiệu Hải Quyên này giao cho Văn Hải và Kỷ Lộ hai người phụ trách. An Quy à, các thương gia của Đài Loan tôi đang bàn cho họ vô ở khách sạn của mình rồi. Về chuyện mới đại hội ký giả ngày mai tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó hả? Ông Lý à, mong là ngày mai ông tới dự nha. Nhất định. Ông Quy à, vị này là Dương Văn Hải. Thật ra hội triển lãm lần này do anh sếp đặt. Nếu anh khen á, chính là anh mới phải. Hậu sanh khả quý mà. Ý niệm của lần này thì là xuất sắc đó nha. Ông quá khen. Ông Quy à, ông có trợ thủ đắc lực như vậy, chúc mừng cho ông đó. Đừng có khen bọn thanh niên quá. Qua bệnh uống rượu đi. Mời. Sao đây, không được vui à? Bị thằng em chọc giận hả? Cũng khó trách mà. Nè, nó cũng gân thiệt chứ ha. Vừa tới thôi đã nhận một công trình lớn vậy rồi. Ngày mai còn mở hội chiêu đãi ký giả nữa.
Không bao lâu sẽ qua mặt anh đó, coi chừng nha. Không đâu, ai có tài thì lên thôi. Hơn nữa suốt đời nó cũng được may mắn mà. Lúc xưa có bà, bây giờ có Phùng Bảo Sang. Cần chỉ bực bội về chuyện này chứ hả? Thử nghĩ coi ngày mai nếu mà hắn không thể mở hội chiêu đẩy ký giả có phải là cục hứng lắm không? Tôi nghĩ chừng đó người mà mặt hầm hầm nhất á, chắc là ông Quy đó. Có phải của mình thật anh hay không hả? Tôi. Cô ấy đọc bao nhiêu lần rồi mà, cái cặp tóc của cô mở ra đóng lại đến nỗi hư luôn. Tôi không phải thần kinh bị mẫn cảm đâu, tôi cẩn thận thôi. Anh lái xe cẩn thận thì còn hơn. Tôi cẩn thận lắm mà, cô không thấy tôi lái chậm luôn sao? Cũng phải ha, 40 cây số giờ thì giống như tính của anh. Cẩn thận chú, an toàn chú, đã bị một lần rồi chú sợ sao? Cẩn thận. Nè, làm sao chứ? Nè, bộ điên rồi sao? Lái xe ẩu tại muốn cán chết người à? Cái gì chứ, tôi ngừng xe là rồi, tự đâm cho thôi. Cái gì? Bây giờ anh đụng chúng tôi còn chối à? Anh muốn gì đây? Muốn anh bồi thường tiền thuốc men. Dần tới giờ rồi. Anh muốn bao nhiêu? 10.000 đồng. Xe tôi không đụng trúng anh, sao phải đền 10.000? Nhóc con, đừng làm phách. Tôi đâu phải làm phách đâu, xe tôi đâu đụng trúng anh, tự đâm vô thôi mà, phải không hả? Có người lập chứng nè. Anh nói gì? Không lẽ tôi ngứa mình tự đâm vô hay sao hả? Không phải ngứa mình mà là muốn gạt tiền thôi, tôi có thể làm chứng. Nè anh bạn à, anh đã sơ ý đụng trúng người ta mà, thì nhận đi. Tôi ở bên kia cũng nhìn thấy mà. Anh nói gì đây? Nói gì? Bây giờ muốn hăm dọa nhân chứng à? Đền tiền. Không được. Nha, đừng tay đi, đừng tay, đừng có đánh nữa. Bớt đi ta, bớt đi ta. Anh nha, đừng có đánh nữa, đừng tay. Đã tới giờ rồi, vẫn chưa thấy tới. Chắc là cũng sắp tới rồi. Ông Quy à, tôi đã có điện thoại về nhà, người nhà nói để đi rồi. À, ông Quy à, cái giải là các thương gia Đài Loan và các thứ tới đông đủ rồi đó. Sao kỳ vậy? Quá à. Các việc của Hải Quy có rõ ràng không? Lâu nay tôi có theo dõi mà. Buổi họp cho anh chủ tọa, đừng chờ nữa. À Hoa, giờ anh qua chuẩn bị nha. À, được được. Sếp Hai à, tôi có nhân chứng này mà. Phải đó sếp Hai, tôi chính mắt thấy mà. Tôi cũng có thể làm nhân chứng. Sếp Hai à, lúc đó tôi ở hiện trường, anh giúp không có đụng trúng anh này mà. Cái gì đấy bà? Bà nói gì? Tôi là người đàng hoàng mà, tôi yêu cầu khám sức khỏe. Dân à, mình đã trễ lắm rồi. Sếp Hai, chúng tôi có chuyện quan trọng phải đi làm ngay. Có thể làm xong rồi mới trở về cho khỏi cung hay không? Cái gì muốn bỏ chạy à? Sợ rồi đó. Chứng tỏ là tôi không nói láo. Không phải, hay là gọi luật sư của chúng tôi tới đây nha. Cái gì bà kia? Muốn dùng luật sư đè tôi à? Bây giờ chưa đã chưa? Chỗ này là tí cảnh sát đó. À phải sếp, xin lỗi. 3:30 rồi, tôi bận việc, không thể kiện anh nữa. Dở rồi vậy đây. Kể tới 3:30 rồi nó không thưa à? Hả? Cái gì? Bây giờ tao không được rảnh, đã hẹn với Đào đi cà phê. Bỏ đi nhóc con, từ nay đừng có làm phách nha, ha. À, đến đi. À, sếp Hai à, anh bỏ đi rồi, tôi ở đây làm gì nữa chứ? Thôi, tôi cũng đi luôn nha. Nè, bây giờ hắn không thưa tội nữa, anh tính sao? Dân à, thôi kệ đi, đã trễ giờ rồi, đi. Cảm ơn anh đã ủng hộ. Cần gì khách sáo chứ, là kế hoạch của anh thành công thôi mà. Ông quá thì là giúp được việc cho ông đó ha. Giỏi lắm. À, ông Quy à, tôi bận việc đi trước nha. Bye bye. Ờ, bye bye. Ờ, tôi về qua tới buổi tư hội tối nay Bảo Sang chuẩn bị ra sao? Ông quá, các việc tư hội tôi đã chuẩn bị xong rồi. 8 giờ bắt đầu ăn nha. Ừ, cảm ơn. Chuyện gì vậy? Sao đến triệu quá vậy hả? Ông Quy đâu? Ông Quy đi rồi. Chuyện gì vậy? Để xảy ra chuyện gì? Cứ mặt sao vậy? Vừa rồi chúng tôi xảy ra tai nạn giao thông, phải tranh chấp với người ta, còn phải lên tiền cảnh sát nữa. Sao mà kỳ cục vậy? Sao đây có bị gì không? Bạn bị nhiệt thương không? Không cần, em không sao. Vừa rồi ông Quy thấy hai người không có tới, ông thiệt giận dữ lắm. Đó nói là bài diễn thuyết ở trong tử hội của em đã rút đi rồi. Sao hai người không có gì chứ? Nếu không có gì anh đi nha, anh phải lo việc buổi tử hội hôm nay. Cẩn thận nha, hả? Nè, đưa đi bác sĩ nha. Dân! Anh đừng nản chí như vậy. Ngồi đi hứng gió cũng đâu có bổ ích gì đâu.
Tôi cố tình lái xe lên đây để hóng gió, để cho mình tỉnh táo. Tôi muốn tự hỏi mình hôm nay nó xảy ra chuyện gì. Tôi đang lái xe thành phố, hai xong tới lao vô xe của tôi, còn nói tôi là đã cắt trúng hắn, bắt tôi đền tiền, đền tiền cảnh sát để mà thưa kiện tôi. Tại sao lại xảy ra trên mình tôi vậy chứ hả? Tại sao lại là ngày hôm nay chứ? Tại sao lại nghĩ như vậy? Anh không nhận ra cái người đó cố tình tới để mà gây chuyện hay sao? Thì coi như mình không may. Lâu xưa tôi cứ thấy mình là suốt đời tôi rất là may mắn. Nhưng mà bây giờ tôi biết được con người suốt đời không được may mắn vậy đâu. Lộ à, xin lỗi hôm nay tôi đã bán hại cô. Tôi không sao, chỉ cần kế hoạch của mình thành công thì tôi rất vui lòng. Ồ phải, nhưng mà hôm nay nếu không có cô chứng kiến một chuyện này thì tôi không biết kết quả lần này có giống như lần trước hay không. Dân à, thật ra tôi muốn hỏi anh là lần trước ở Trung Quốc anh có cán trúng người ta hay không? Không có, tôi thiệt không cán mà, cô tin tôi đi. Lúc đó tôi biết tôi đang làm gì mà, chỉ là lúc đó anh hai bị ngất xỉu không thể làm nhân chứng cho tôi mà thôi. Nếu như không tôi đã bị tù 9 tháng đâu chứ hả? Tôi tin anh bị quan. Lên xe, đi về. Ý cậu Văn à, bây giờ đang phát hành trực tiếp hội chiêu đãi Hải Quỳ đó. Qua đây coi đi. Ý, Văn à, mặt con bị gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tự sơ ý mà thôi. Văn à, con không phải đi tư hội hay sao? Cô nó lên phòng trước nha. Không biết nó làm gì đây. Đây là người chủ tọa của buổi họp hôm nay, ông Dương Quá Hải. Tại sao lại có thằng Quá ở đó kìa? Trời, hiệu Quá Hải của chúng tôi sẽ bắt đầu xuống biển vào tháng sau. Chúng tôi sẽ lấy Hồng Kông làm cơ địa. Chuyện gì nữa đây? Anh lại lái xe ẩu tả. Em đừng có giận. Phóng xe là thói quen của thằng Giang mà. Huống chi việc đụng trúng người ta không phải là muốn đâu. Mấy cái thói hư này phải sửa đổi chứ. Thiệt là tức chết người đi. Lại chuyện gì cũng không cho người ta biết. Anh nghĩ là nó không muốn cho em lo lắng thôi. Huống chi nó đã đặt hết kỳ vọng vô buổi chiêu đãi. Bây giờ nó không thể đi, nó buồn lắm á. Anh không tới có phải ông nguy giận lắm không? Không nhiều thì cũng ít. Hơn à, anh nghĩ em đừng bao giờ rầy nói chuyện này nha. Tại sao? Người đàn ông nào cũng có tự ái mà. Thì coi như là em không biết vậy. Đợi đến lúc nó nói với em rồi thì em từ từ để mà khuyên nó. Em biết tánh thằng Văn à, chắc là háo thắng. Em càng nói nó thì nó càng chống lại mà thôi. Em biết xử sao rồi mà. Của mình ra sao? Mình phải cố gắng tiếp tục. Mình phải cố gắng. Với thằng Văn làm cái gì vậy? Tôi gọi điện thoại cả đêm cho nó mà không có ai nghe. Tại sao hôm nay hai người không tới hội chiêu đãi ký giả? Hồi chào. Quá. Ăn cơm đi. Sao hôm nay sớm vậy? Văn à, vết thương còn đau không? Không có gì. Cậu Văn à, tôi có thứ rượu thuốc linh nghiệm lắm. Bị thương hay là bị sưng cái gì, thoa lên là sẽ hết ngày đó. Có cần không? Không cần đâu. Không được, trưa nay má phải đưa con đi bác sĩ. Hay là đi coi tê thấp nha. Đi bác sĩ tốt, đi coi hơn. Tê thấp tốt hơn. Không cần đâu. Tóm lại từ nay còn phải lái xe cẩn thận một chút. Con nghe làm con mang đâu. Con đừng lái xe, để tài xế đưa con đi. Sao không cho con lái xe? Hôm qua con không đụng đúng ai đâu. Lâu nay con chưa hề đụng đúng ai đâu mà. Không, không ai nói em đụng trúng người đâu. Cả nhà đều tin em mà.
Em phải biết bà và dì lo lắng em lắm. Xin lỗi. Bà hiểu được tâm trạng của con. Con đã bỏ nhiều tâm huyết vô công trình và mở hội chiêu đãi ký giả, nhưng mà là xảy chuyện như vậy. Bà hiểu mà. Bà hiểu lắm mà. Bỏ đi Văn à, sau này còn có cơ hội mà. Đúng rồi đó. Xe anh mình gọi đi em một chặng nha. Như vậy được chưa? Cô về làm nha. Đi làm đi. Bye bye. Bye nha ba. Cẩn thận nha. Quá trình câu chuyện hôm qua là như vậy. Vì tôi báo hại cô cái lộ của mì trễ nữa. Thiệt là xin lỗi ông Nguyên nha. Từ nay làm việc đừng có lỗ mãng nữa. Nếu không không ai tin anh đâu. Tôi biết. Cùng hồi chưa đãi cái giá ngày hôm qua. May là có thằng Quá. Biểu hiện của nó khá lắm. Tôi và các thương gia rất hài lòng. Hay là để lát nữa tôi ra ngoài nói rõ cho họ nha. Có được hay không hả? Không cần. Chuyện này tôi đã giao cho thằng Quá nó lo rồi. Tôi không muốn anh thay đi đổ lại. Người ta sẽ nói công ty tôi không có chế độ. Nhưng tổn thất nhất là anh. Cơ hội không có bao nhiêu lần đâu. Có nhiều lúc chỉ có một lần, và cũng là lần cuối. Anh có hiểu không? Hiểu không? Dạ tôi hiểu. Bảo Sang à, xà lách có ngon không? Ngon lắm anh. Rượu trắng này ngon lắm. Có muốn thử không? Không thử. Em đã quen uống rượu đỏ rồi. Không thể nào thay đổi. Vậy tụi em. Anh Huy à, thằng Văn nó có tới để giải thích với anh về chuyện hôm qua hay không? Nó có tới. Bọn trẻ làm việc thiệt là không có kinh nghiệm. Đó là tai nạn giao thông thôi. Chỉ có thể nói là không may mắn. Không liên quan gì tới khả năng công tác. Anh đâu có nói liên quan. Thật ra thì thằng Văn làm việc được lắm. Anh coi kế hoạch với nó với con lộ làm sao kìa. Bảo Sang à, anh thấy anh làm việc thiệt là chủ quan và thành kiến quá. Cũng như là uống rượu vậy. Thích thì là thích, không thích nhất định không chịu. Không phải đâu. Thí dụ như là em với Dương Quá Hải lâu nay em không có thích gì hắn. Nhưng mà từ sau khi nó vô Lưu Thị, biểu hiện công tác của nó cũng được. Thì em cũng đâu có gì với nó nữa. Ở trong công ty em thừa nhận làm rất là chủ quan và xử sự rất là cảm tình. Em tin là thằng Dân nó rất đáng đào tạo. Thật ra không phải đâu. Vì em có cảm tình sâu nặng với thằng Dân. Em còn nhớ có một nhân viên đi trễ em đã khai trừ hắn không? Nhiều khi mình là nhân viên hành chính mà phải phân rõ tôn ti. Em chỉ không muốn phí nhân tài thôi. Anh chỉ là đông lạnh nó một thời gian thôi. Đồ có nói là không cho nó trở mình. Anh Huy. Nè, đừng nhắc tới nó nữa. Nếu không có ảnh hưởng tới khẩu vị. Vào đi. Kim Châu hả? Ngồi đi. Cái mặt mày ngày hôm qua đó hả? Không phải. Hết chuyện nói với cô sao? Nếu mà cháu không muốn nói thì cũng không hỏi thêm. Huống chi cô với ông Huy đều chỉ coi đó là một chút tai nạn giao thông. Thôi bỏ đi. Thất bại một lần không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ thất bại. Đường dài mới biết sức ngựa thế nào. Nếu như cháu có tài cán thì nhất định sẽ có cơ hội khác. Người ta đã có ấn tượng xấu với cháu. Chính vì vậy cháu càng phải cố gắng hơn. Cháu biết là cô thương cháu và đã hết kỳ vọng lên trên mình cháu. Đừng có khiến cho cô thất vọng. Có hiểu không? Cháu hiểu. Nếu cháu có cần giúp đỡ cái gì thì cứ tới kiếm cô. Cháu biết. Cháu ra làm việc nha. Phim này chán lắm sao? Cả đêm không thấy em nói năng gì vậy? Đâu phải, không có gì nói cho nên làm thinh thôi. Cô cứ tự nhiên đi, thích cái nào tôi sẽ lấy cho cô. Ở nhà có nhiều rồi mà, sao còn mua nữa? Đừng có cản em soi gương có được không?
Em thì không nhìn thấy hay là có miệng vậy? Anh đã dám ăn kêu rồi mà, em đã biết chuyện gì phải hỏi anh chứ. Nếu như anh muốn nói với em thì anh đã nói lâu rồi. Sao lại nhỏ nhặt như vậy? Lúc xưa đâu phải vậy đâu. Chuyện gì cũng để trong bụng cả, không hỏi làm sao biết đây chứ hả? Lúc xưa anh cũng đâu có cọc cằn như vậy đánh lộn với người ta. Có phải cái lùi nói em không? Không phải. Chỉ bình anh lắm mà sao lại nói với em chứ. Miễn là em biết được thôi. Anh đánh lộn cắn trúng người ta em biết hết trơn rồi. Anh còn không đi hội chiều đại cái giả mà phải không? Phải. Em thiệt không hiểu anh làm cái gì đó. Ở Quảng Châu xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh vẫn không chịu sửa đổi. Anh nói với em mấy năm lần rồi hả? Anh chưa hề đụng chết ai. Không ổng với anh đâu. Em có tin anh không? Xin lỗi, nếu có gây gỗ thì làm ơn ra ngoài đi, chúng tôi còn làm ăn nữa. Hằng à, Hằng à, xin lỗi em nha. Anh đâu có biết được em thiệt lo anh xảy ra chuyện gì không? Lỡ anh có bị cái gì em thiệt sống hết nổi đó. Anh sẽ tự kiềm chế mình mà, không làm vậy đâu. Nếu như anh còn như vậy anh sẽ mất hết tương lai. Anh hiểu, bây giờ anh hứa với em nè, anh sẽ sửa đổi, từ đây không tái phạm nữa. Được chứ? Em đừng vậy mà. Để tôi nha. Ờ, cảm ơn. Coi chừng làm rớt xuống đó mà. Nè, anh uống không? Còn một chút thôi. Cô uống đi, tôi uống ra sữa. Được. Thấy vui lại chưa? Vui lại rồi. Hôm qua nghe được ban nhạc nói cái gì, cười, cười không phải làm người, khóc không phải làm người đó mà. Tôi nghĩ mình cười tươi sẽ được vui vẻ hơn. Vậy được. Ngày mai anh theo tôi đi gặp mấy người thương gia Đài Loan nha. Thôi được. Tài liệu bên Trung Quốc gửi hết rồi hả? Cũng sắp sửa rồi. Bà của tôi bị tại sao? Không phải. Thấy anh được sung sức lại, hết tướng muộn rầu uống rượu thì mừng cho anh thôi. Cảm ơn cô và cô Sang nha. Tôi đâu có làm gì. Có nhiều chuyện cô làm mà cô không biết đâu. Giờ còn có cô Quang nữa. Dạo này cô Hân cứ khuyên tôi, an ủi tôi. Cô đã giúp tôi rất nhiều. Ha, có đồ ăn rồi, có đồ ăn khuya rồi. Mình mới có ăn xong thôi, lại ăn nữa hả? Bộ em để nói với anh là đã no rồi sao? Nhưng mà đã lâu không được ăn đồ ăn của anh rồi, no cũng phải ăn chứ. Ha. Vẫn còn giữ được tiêu chuẩn ngày xưa ha. Sao cứ ngó hoài vậy, không ăn mà đứng cười. Em biết không, vậy rồi anh thiệt là lo sợ em không thích ăn mấy món này. Đâu có. Không có à? Em biết không, bây giờ em là một nhân viên cao cấp của một công ty lớn đó. Nè, lương tháng hơn 10 ngàn không vậy? Hey. Kỷ lộ mà anh quen biết có phải là thứ dần đó hay không? Em thì càng lúc càng giỏi mà. Giỏi cái đầu của anh á. Coi TV đi. À, có phải bây giờ em vẫn còn làm công trình ở bên Trung Quốc không vậy? Hả? Phải, sắp xong rồi. À, nếu như anh có cơ hội nên vô làm nước Trung Quốc thì... thiệt hay quá ha. Mỗi người 28 ngàn, nếu anh muốn đi thì em bớt cho anh 20%. Thôi bớt rồi, cũng còn 20 mấy ngàn. Thôi để mai mốt rồi tính nha. Không phải đâu, nếu mà anh thiếu tiền em có thể cho anh mượn mà. À, vậy thôi khỏi, anh định là mai mốt có dư rồi mới tính sau mà. Vậy tùy anh. Ê, anh hát cũng hay lắm mà, sao không chịu đi tham gia thi đua vậy? Em nghĩ anh hát sẽ hay hơn họ đó. Thi đua, có anh nào quê mùa như vậy làm sao tham gia chứ. Hát hay là được rồi. Hay là vậy nha, nếu như anh có gan để mà đi tham gia thì em sẽ thiết kế một hình tượng cho anh. Hey, có thiệt không đó, nếu như em thiết kế hình tượng cho anh thì anh nhất định sẽ đi tham gia đó. Đừng hứa ẩu tả nha. Ẩu tả gì chứ. Dự chúc anh thành ca sĩ nổi tiếng. Vậy chúc em đạt nhiều thành quả. Cảm ơn nhiều. Hát về câu nghe thử đi. Ngồi mong chiếc sợi phiên phiên dầu trôi cấm khói màn phiên. Chẳng tam hỷ phủ thông hơi kinh dị. Chẳng tam hỷ phủ thông tình như sâm sâm trừ huynh đông si. Chẳng như sâm sâm trừ. Kiếm tiền trong quá thì kể như kiếm tiền cho tụi mình thôi. Anh à này, dạo này tôi bắt được một tin nói là có một cổ phiếu bên Mỹ sắp bị người ta thu mua. Không quá muốn làm giàu thì phải mua sẵn đó. Tôi cũng có nghe nói. Nếu mà theo anh thì có chắc ăn không? Đáng lẽ thì chắc ăn, nhưng mà mua vô rồi thì phải để cả tuần lễ thì mới được lên. Ừ,
Hay là vậy nha, để ngày mai tôi suy nghĩ một chút rồi điện thoại cho anh, được không? Như vậy phải mua mau, tôi đi ông báo, bye bye. Lại thua nữa, thiệt là xui à. Thôi, nghỉ chơi, đổi tiền mặt cho tôi. Randy, làm ơn. Sao hả? Tôi thấy anh coi mấy cái thẻ này thiệt là như bằng nhựa, cứ thảy ra một đống, càng chê càng giữ. Tiền kiếm rồi phải xài chứ, mình đâu phải là kiếm không có. Không phải là vấn đề xài hay là không, tôi lo là nếu công khai quá là ông Quỳ biết được là hết trời. Yên chí đi, không đâu. Nói lại đàng hoàng nha, vừa rồi thằng Minh nói là có loại cổ phiếu bên Mỹ chơi cũng được lắm. Ê, vậy là có tiền kiếm rồi. Nhưng mà anh nói là phải để một tuần lễ mới có lời. Anh cũng biết mà, mình lấy tiền công đi chơi mà, nếu như bắt giữ một tuần lễ thì... Không có gì đâu, yên tâm đi, không có ai coi đâu. Tôi làm việc á, anh yên lòng đi mà. Nếu không thì buổi họp chưa đẩy ký giả lần trước của thằng Văn có suôn sẻ vậy không? Giữ chút cho chúng mình hút bạc, cạn ly. Cheers. Văn à, anh có chuyện muốn hỏi em. Nghe nói giờ này em ký với công ty là đã có mấy con số có phải vậy không hả? Đưa vô sổ sách đã trễ rồi. Bây giờ anh muốn hỏi em cho anh biết là có cái chuyện gì. Phải, em lấy sổ ra coi, thấy là có 80 mấy bị mất tiêu đó mà. Không biết đã vô một chi tiêu khác hay là đã đi đâu. Chuyện lớn gì vậy? Phải. Anh nghĩ chắc là sự truyền đạt của bộ môn này với bộ môn khác xảy ra trục trặc thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, hệ thống công ty này thì phải kiểm thảo lại mới được. Cái chuyện này tốt nhất là khoan tiết lộ ra ngoài đã. Tại sao? Tại vì nếu như điều tra ra chuyện gì á, phải thay đổi tất cả hệ thống. Còn nữa, tuyên truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hiện sức làm việc của các bộ môn khác. Đúng mà. Vậy qua bên lấy đồ nha ha. Có lý lẽ. Có lý lẽ gì vậy? Tao khuya đi. Wow, để coi gì đây ha. Sao khuya vậy mà anh còn tới? Ông bà với em đang đọc gì vậy? Kinh tế. Dân à, tối nay không cần làm đêm sao? Ê, cần chứ, vừa mới làm xong thôi. Chèo đổi mình thích ăn nhất đó. Nếu như anh thấy mệt thì đừng có lên. Không phải là mệt lắm, ăn đi. Ê da, Dân à, đi đâu mua gì hả? Khó ăn quá à. Khó ăn hả? Tôi mua ở quán góc đường ở dưới nhà mà, anh nói là ăn ngon lắm mà, phải không hả? Nhưng mà chỗ này đổi chủ năm mấy nay rồi, bộ anh không biết sao hả? Tôi không biết. Nè, vậy đang ăn nha. Không phải, ăn ngon lắm mà. Thôi thôi, đừng có ăn nữa. Nếu thích thì ăn luôn đi. Lộ à, mình đi, đi. Nấu mì. Nếu như khó ăn thì đừng ăn mà, bỏ đi. Để nói không phải mà, anh coi em sắp ăn hết rồi đó. Thôi khuya rồi, anh hãy về đi. Em ôn bài một mình được rồi. Không cần, sáng anh đã lên đây, em học bài đi, bỏ mặt anh được rồi. Chị ba, em làm chị chói mắt hả? Không phải. Anh Dân về rồi hả? Ừ. Ôn bài xong chưa? Học hoài mà cũng không vô. Sao vừa rồi em không nói với anh Dân là em không thích người ta ngồi coi em ôn bài? Em thấy ảnh mệt như vậy cũng lên thăm em, biểu em làm sao nói với ảnh chứ. Cho nên cái chén chị ăn không ngon em cũng phải ăn cho hết đó hả? Hơn à, nếu hai người ở với nhau thì phải cho thật thà một chút. Em biết. Nhưng mà em với ảnh cách biệt một năm như là có nhiều thứ đã thay đổi rồi vậy đó. Em cũng không biết phải làm sao nói với chị. Tóm lại đột nhiên em cảm thấy bối rối quá đi. Em, khi em gặp ảnh thì không có giống như là hồi xưa nữa. Em đừng có vậy mà được không? Chị ba à, chị dạy em phải làm sao đi. Theo chị thấy anh Dân là một người con trai rất tốt. Nếu như em thiệt coi trọng mối tình này thì phải thật thà với nhau. Đó là bước đầu tiên.
Không có được, đã lâu không có chạy bộ. Nếu mà chạy vài bước nữa chắc thuộc hơi. Anh cứ lo làm việc mà không tập thể thao. Hay vậy nha, từ đây mỗi tuần ra chạy bộ một lần nha. Em nói suông miệng như vậy á, không cần đi chơi với con Hân sao? Ờ phải, hôm nay chủ nhật mà sao không đi phố với cổ vậy? Cổ thi cử, không biết tại sao bây giờ thiệt là sợ gặp mặt cổ. Sao vậy? Gặp mặt rồi không biết nói gì nữa. Đâu phải, lúc xưa em gặp mặt cổ tí lịa mà. Không phải đâu, sau khi em trở ra em thấy như là cổ đó nhiều thay đổi vậy. Anh Hai à, có phải là thời gian sẽ làm phai nhạt đi tình yêu hay không vậy hả? Anh nhớ người ta có nói là thời gian có thể bồi dưỡng tình cảm, cũng có thể làm tình cảm phai nhạt. Anh thấy là việc gì cũng xuôi theo tự nhiên thôi. Thực ra ngoài việc cặp kê còn nhiều việc lắm mà. Như việc làm của em à, người nhà của em à. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, mà nó làm đồ ăn sáng rồi chờ mình về ăn đó. Đi. Má Lớn à, con tắm xong rồi hả? Dạ. Anh Hai xong chưa vậy? Nó thì chưa. Lại may áo à? Cũng là áo lần trước thôi, may hoài cũng cái đó. Anh Hai còn nói cái máy may hư rồi, định mua cái mới, nhưng mà lại không được rảnh. Anh không được rảnh cũng đưa mới đi nha. Được mà à, con ăn trước đi nha, đừng có chờ nó nữa. Cô chưa thấy đói đâu, con muốn đọc sách trước. Vậy con đọc sách đi. Dạ. Nè, em làm gì vậy? Mày không định vô đọc sách, nhìn thấy máy tivi này thôi. Chỗ này làm gì có sách mà đọc? Ờ, trong này gì toàn bộ sách của Trung Quốc, không hào em đọc đâu. Sorry anh Hai nha, em vừa hỏi anh mà đã vào phòng sách của anh rồi đó hả? Không có sao, tại vì mấy tấm vỉ của anh đều đã biển số hết rồi, giờ là em xáo trộn thôi. Ờ, ra ăn sáng trước nha. Ờ, ăn sáng. Nay mai công ty sẽ có một công trình, cô định là để dành để cháu làm. Có sợ là không tốt lắm không? Khiến người thấy như là bất công quá. Chuyện đời vốn là không bao giờ có công bằng. Cảm ơn ông Quốc, cảm ơn nhiều. Cô Sang à, tầm kiếm Quốc kiếm bao nhiêu tiền một tháng vậy? Sao mà xài sang quá vậy hả? 100 đồng cà phê lận. Dạo này là đổi một chiếc xe mới nước kìa. Có lẽ là đào được mỏ đó mà. Thứ dân đi tiện nên đừng có nhắc tới. Không phải đâu, dạo này cháu thấy thường hay tới lùi với anh Hai, có biết họ đang làm gì không? Nhất định không phải là chuyện tốt đâu. À, chị thì đỡ rồi, nghe nói là ông chủ có chị ông Quốc đó, dạo này thường tặng quà cho chị lắm mà. Ê, mấy chai nước hoa, mấy hộp sô cô la thôi mà. Bây giờ vậy là đỡ hơn tôi nhiều. Chủ tôi hả, làm suốt năm rồi chưa có tặng cho tôi một cọng lông nữa. À, có phải đơn giản vậy không hả? Sao lại không đơn giản chứ, cứ bắt làm chuyện cá nhân cho ổng lại đem tiền vô chỗ này chỗ nọ, nó thiệt là phiền quá. Có phải dễ dàng vậy không? Chỉ là vô tiền nhiều mỏng thôi mà. Chỉ có phải nói cạc tín dụng thôi, cũng mà cũng mười mấy tấm phải gửi đi từ lá thứ nhất, là phải tính qua tính lại, thiệt là phiền. Mười mấy tấm lần à? Giàu quá vậy. Giàu quá. Chào vậy cô. Nếu không mà làm gì chỉ có nước hoa với sô cô la ít như vậy chứ. Đúng. À, đúng. Dân à, nè, ăn chén canh đi. Mà Lớn à, cảm ơn nha. Không biết chừng nào thằng Quá nó mới về, bỏ đi nửa tiếng đồng hồ thôi. Vừa rồi á, có một ông tên Quốc tới kiếm nó. Ông Quốc thường kiếm ảnh hay sao? Phải. À, người đó có phải là bạn chung sở với thằng Quá hay không? Chắc vậy. Canh có ngon không hả? Ngon lắm, nhưng mà chỉ hơi mặn. À, phải. Má thiệt sơ ý bỏ muối nhiều quá đi. Ủa? Sao khi không lại mưa lớn như vậy hả? Ở nhà má phải đi lấy quần áo vô.
Không cần đâu, con ngồi đi. Con giúp má. Không cần đâu. Thôi con đi coi cửa sổ nào chưa đóng, hãy đóng giùm má đi. Thôi được, được, được. Phòng sách đã khóa rồi, chìa khóa phòng của thằng Quá đó. Khóa rồi à? Được rồi. Giải rồi hả? Chỉ là khóa hai lần bằng số mật mã thôi. Nếu vậy mà giải không nổi thì uổng công học hành đó. Tiền đầu tư 6.500.000. Công ty 7.300.000. Văn à, mấy con số này đều là chuyển tiền bằng thư mục cả. Dĩa này của ai vậy? Tất cả đều là các thư mục tín dụng của công ty của tôi. Trương Mục tín dụng hả? Nếu còn kiểu này á, hãy 3-4 tháng là số này sẽ di động một lần. Có nghĩa là trong 10 mục này thì có một mục sẽ lọt ra ngoài. Vậy có nghĩa là có người đã lấy tiền công khoản. Ai, hút thuốc lá uống rượu nhiều quá, còn phải ăn canh cho nhiều một chút đó. Dạ phải. Ngon quá. Canh ngon quá. Má lỡ tay rồi, canh mặn quá thôi. Thì phải rồi, vừa rồi thằng Văn nó cũng nói như vậy. Nó có lên đây sao? Phải, nó lên kiếm con, chờ hoài không có thấy con về cho nên nó đã đi thôi. Lên lâu rồi à? Nó chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Nè, vừa rồi trời mưa, mai là cũng có nó thôi. Má nhờ nó đóng hết các cửa sổ cho má đó. Có vô không thấy con vậy? Chắc có mà. Phải lấy tiền công khoản chứ. Anh có gì không xong thì nói ra đi. Tại sao lấy công khoản vậy hả? Nói ra đi. Anh không có gì để nói. Lỡ làm rồi thì làm. Phạm pháp đó mà. Anh biết là phạm pháp đó mà. Anh hết đường để chọn. Nếu như em thích đó thì đi chỉ chứng anh. Dương Quá Hải, đứng lại. Đứng lại. Nè, đồ đánh nha. Đồ đánh nha. Nè, tại sao đánh người ta vậy hả? Đừng có đánh. Tại sao đánh người ta vậy? Nhóc con không có mới tới mày đâu, im đi. Ông Quá, khi nào trả tiền đây? Tôi trả cho anh mà, tôi trả nhanh lắm. Ông nói vậy đã quá 2 tháng rồi. Sao lại thế nào hồi vậy? Nhóc con, anh hai mày thiếu tụi tao 4.000.000 bạc. Mày chịu trả cho nó không? Tụi tao làm vậy là nể mặt lắm rồi. Phải không Quá? Nè, đừng phá tiền của tao. Ai làm người đó chịu, món nợ này tôi sẽ trả cho anh kia mà. Tao lấy gì tên mày đây? Các người chỉ muốn lấy tiền tôi hả? Để tôi trả cho. Nhưng mà các người phải cho tôi mấy ngày thời gian. Dạ.
Nhóc con, món nợ này mày tự gánh nha. Tao cho thêm vài ngày nữa. Cảnh cáo mày nha, đừng giở trò. Minh Chi. Chết mẹ mày đi. Nè anh thấy sao anh hai? Anh sao hả? Không có sao. Nè ngồi xuống đã. Tại sao danh tiền tụi gia lãi cao mà không bài với người nhà vậy? Anh không dám nói ra. Anh sợ ba biết được sẽ nói anh vô dụng. Vì Thẩm Kiến Quốc biểu anh chơi cổ phiếu, nhưng mà đến giờ nó bị lỗ rất nhiều rồi. Cho nên anh đã lấy tiền công ty đi lắp hả? Anh không muốn đâu. Nhưng mà Thẩm Kiến Quốc nói không có sao. Hắn nói lâu nay hắn làm vậy, hắn muốn kéo mình xuống nước mà. Giờ anh không biết phải làm sao. Em giúp anh đi. Anh không muốn ngồi tù đâu. Hay vậy nha, để em về bàn lại với ba. Đừng nha. Không được đâu, lỡ ba biết được chọc tức chết ba đó. Rồi làm sao đây chứ, anh thiếu người ta 4 triệu đô, không phải là 4 ngàn đâu. Mình định có bao nhiêu tiền? Có khoảng 2 triệu. 2 triệu mấy? 2 triệu bạc. 2 triệu bạc. Để em lo cho anh. Em lo lo có nhiều tiền vậy? Anh mặc kệ mà. Tóm lại em đã hứa thì nhất định phải lo cho xong. Nhưng mà em đừng nói với ai nha. Biết rồi. Về nhà trước đi. 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 Alo. Quá hả? Có đánh thức con hay là không? Dạ không, con chưa ngủ mà. Sao ba điện thoại khuya vậy? Phải, ba có chuyện định hỏi con về chuyện thằng Văn. Thằng Văn? Phải. Chuyện gì ba? Nó nói với ba là nó định lấy 2 triệu bạc để đi làm ăn. Cho nên ba... Hả? Vậy à? Phải. Sao vậy? Ba không có biết chuyện gì. Nó nói với ba là đừng nói với má nó. Thử hỏi là ba có nên hỏi nó hay không? Con thấy tạm thời đừng hỏi nó. Ba cũng biết mà, thằng Văn tự ái thất cao lắm á nhờ. Nó không nói ra nhất định có nguyên nhân. Con nghĩ là chắc nó từ trong khám ra thì mong được làm chuyện gì. Lần này lấy tiền chắc là muốn làm ăn gì đó mà. Ba cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nó nhập thế chưa có thâm, ba lo là nó bị người ta gạt thôi. Ba đừng lo lắng, con sẽ coi chừng nó mà. Tụi con hạp rơ lắm. Con nghĩ mai mốt nó nhất định kể con về chuyện này mà. Nếu vậy thì đỡ. Nhưng mà 2 triệu bạc nó lấy đi để làm ăn cái gì? Ba lo là nó làm ăn không có nổi, lỡ bị té thêm lần nữa khó đứng dậy lắm. Chính vì vậy con mới thấy là mình lên ủng hộ hết mình. 2 triệu bạc đâu phải là nhiều tiền đâu. Coi như là chị yếu nữa đi, con nói làm sao? Hả? Ừ. Nếu như thằng Văn nó khéo suy nghĩ như con thì ba yên lòng rồi. Được rồi ba, không cần lo lắng đâu. Ba đã lâu không ra thả bộ sáng sớm với ba rồi.有谁愿了知归，有谁获土作人，是无界要等还原。挽留赤子之心，岂能忘记大人，再还我流金岁月。情如沙。